Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, 25 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Phú Trọng thất bại nhân tài bỏ nước ra đi. Cuộc thi nổi tiếng Đường lên đỉnh Olympia có 19 quán quân đều du học ở Úc, 17 người ở lại làm việc và nhập tịch, 2 người trở về được một vài năm thì một người quay trở lại định cư, người còn lại thì đi qua Canada định cư. Hiện tại không có ai đang ở Việt Nam. Chúc mừng nước Úc có thêm một tài năng Việt Nam. Đó là lời chúc mừng rất lạ của Facebook Hoàng Khánh sau khi nghe tin quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20 về tay cô gái Nguyễn Thị Thu Hằng vào hôm 20 tháng 9. Đây là hình ảnh báo chí Việt Nam mấy năm nay đã đặt câu hỏi những quán quân Đường lên đỉnh Olympia đang ở đâu, và câu trả lời là tất cả đều đi nước ngoài, không ai ở lại Việt Nam sau khi học xong. Nhiều người mỉa mai chương trình Đường lên đỉnh Olympia là tìm nhân tài cho Úc, trong khi nhiều ý kiến khác thì cho rằng lo chảy máu chất xám trong bối cảnh toàn cầu hóa là lỗi thời. Mỗi năm khi chương trình Đường lên đỉnh Olympia công bố nhà vô địch mới, mạng xã hội lại xôn xao thêm một nhân tài nữa cho Úc. Chúc mừng nước Úc. Nhiều người thậm chí còn đặt tên chương trình là Đường lên đỉnh nước Úc. Điều này xuất phát từ thực tế hầu hết các nhà vô địch Olympia sau khi nhận được học bổng du học đều chọn ở lại nước Úc. Trao đổi với đài tiếng nói BBC tiếng Việt vào hôm 23 tháng 9, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học New South Wales ở Úc nói, quan điểm cho rằng Úc thu hút nhân tài qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia thì hơi quá và không công bằng cho nước Úc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh cũng chia sẻ với đài BBC rằng, nếu so với các số du học sinh hàng năm lên đến cả 100.000 người thì 20 người sau 20 năm mà bảo lựa chọn nhân tài cho Úc là quá phóng đại. Theo thống kê của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có khoảng 190.000 du học sinh Việt Nam học tại nước ngoài. Và cuối cùng thì cả nước đã phát sốt. Vào hôm 20 tháng 9, sau khi chương trình Đường lên đỉnh Olympia công bố người thắng cuộc, trên Facebook đã ngập tràn các bình luận. Khen có, chê có, thán phục có, mỉa mai cũng có. Nhưng các bình luận dày đặc cho thấy, sau 21 năm kể từ chương trình đầu tiên, game show lần này vẫn được nhiều người chú ý. Đây là hình ảnh quán quân Đường lên đỉnh Olympia vào năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hằng. Năm nay, thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng ở Ninh Bình giành giải quán quân nhận học bổng toàn phần của Đại học Kỹ thuật ở Úc. Trường này có thứ hạng khá trên thế giới. Người thắng cuộc năm nay còn nhận được 40.000 đô la tiền thưởng, tăng 5.000 so với năm trước. So với hình thức thi thố sôi nổi, gay cấn trong một đất nước có truyền thống coi trọng khoa cử, tranh đua, Đường lên đỉnh Olympia luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Các trường, các tỉnh thành có thí sinh vào chung kết năm thường tập trung học sinh xem trực tiếp để cổ vũ, chẳng khác gì khi đội tuyển bóng vào chung kết của SEA Games. Và thí sinh vô địch được ca ngợi là người mang vinh quang về cho tỉnh nhà, là niềm tự hào của nhà trường, gia đình, thầy cô và bạn bè. Và nhà quán quân thì bốc chốc đã trở thành người của công chúng, nhất là nhất cử nhất động của họ trên sóng truyền hình được đưa ra phân tích, mổ xẻ, đôi khi rất gay gắt. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, người gốc Việt đầu tiên trở thành viện sĩ Viện Hàn Lâm Y học Úc, cũng là người nghiên cứu loãng xương nổi tiếng trên thế giới với hơn 300 công trình nghiên cứu và khoa học được đăng tải trên các tạp chí y khoa và khoa học quốc tế, chia sẻ. Úc có chương trình thu hút nhân tài Global Talent mà tôi từng giúp một số em nghiên cứu sinh gốc Việt tham gia. Nhưng chương trình này không dành cho các thí sinh Đường lên đỉnh Olympia vì các em vẫn là học sinh trung học. Đây là hình ảnh giáo sư Nguyễn Văn Tuấn là người gốc Việt đầu tiên trở thành viện sĩ Viện Hàn Lâm Y học Úc. Theo tôi, giải thưởng của một chương trình có thể xem là một trong những tín hiệu về sự thành công tương lai của một cá nhân. Nhưng nhân tài là người có chuyên môn cao, đã thành danh, và khái niệm nhân tài rộng lớn hơn so với giải thưởng trong một game show. Nhân tài thường được đánh giá bởi chuyên gia, đồng nghiệp trong chuyên ngành, chứ không phải thông qua một game show đại chúng. Việc dành tiền để thu hút nhân tài từ Việt Nam không phải là thứ mà Úc ưu tiên. Như trường đại học tại Úc, nơi tôi làm việc, mỗi năm có 16.000 du học sinh từ nước ngoài, đa số là Trung Quốc, và họ rất tài năng. Và chỉ có khoảng 20 người Việt Nam từ chương trình là con số rất nhỏ, Úc không quá quan tâm. Giáo sư Tuấn đã đánh giá như vậy. Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh thì nhận định, tôi nghĩ đây không hẳn là chương trình lựa chọn nhân tài, quán quân Đường lên đỉnh Olympia không phải là người giỏi nhất Việt Nam, mà là người có thành tích tốt nhất trong số những người tham gia thôi. Ông Tuấn nói thêm, tính chất của game show tập trung vào một số em nhanh trí và thông minh, nhưng các em này không đại diện cho đa số học sinh Việt Nam. Chúng ta nên quan tâm làm sao đem những kỹ năng cần thiết đến với đại đa số học sinh, thay vì chỉ tập trung bàn luận về game show. Thắng trong một cuộc thi mới chỉ là bước đầu.
và chúng ta cần nghĩ đến bức tranh lớn hơn, đó là cải cách giáo dục, không chỉ ở bậc đại học mà từ tiểu học, trung học. Tiến sĩ Phạm Đỗ Nhật Tiến đã từng nói, nền giáo dục Việt Nam vẫn đang ở 1.0, trong khi thế giới thì đã lên tới 4.0. Đây là hình ảnh một trường học ở Lai Châu mà báo Nông Nghiệp gọi là chuồng học, vì sự nghèo nàn, sập xệ của tất cả các cơ sở vật chất hiện tại vẫn đang sử dụng để dạy học sinh. Hầu hết người xem đều liên tưởng đến hàng trăm tượng đài, trăm tỷ, nghìn tỷ vung vãi khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ đây là vấn đề chúng ta cần chú trọng hơn việc tranh cãi game show, vì nó không đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam trên bản đồ thế giới, giáo sư Tuấn nhấn mạnh. Tư tưởng chảy máu chất xám là lạc hậu. Quán quân mùa thứ 6 Lê Vũ Hoàng đã giải thích, anh quyết định tu nghiệp ở Úc một thời gian sau khi tốt nghiệp vì đây là cơ hội để mở rộng kết nối với các nhà khoa học và doanh nghiệp quốc tế, học hỏi thêm được công nghệ mới. Úc cũng có đủ cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu tốt hơn trong ngành của anh. Anh Hoàng cũng đã chia sẻ với đài BBC tiếng Việt nói rằng, hiện tại tôi đang có một số dự án liên kết với Việt Nam để đưa công nghệ Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo, đưa các sản phẩm mà tôi đã làm ra ở đây về phục vụ Việt Nam. Những trường hợp như anh Hoàng khiến nỗi ưu tư chảy máu chất xám ở Việt Nam thêm nặng trĩu. Tuy nhiên, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho rằng khái niệm này không hẳn thích hợp với thời toàn cầu hóa. Những du học sinh Việt Nam học ở Úc đã được chấp nhận ở lại thì có động dĩ nhiên là tích cực lên nước Úc trước tiên. Nhưng họ thành danh ở nước ngoài thì cũng giúp ích cho quê hương Việt Nam, không chỉ về mặt chuyên môn khoa học mà còn về mặt kinh tế. Nói là chảy máu chất xám nhưng thực tế thì đôi bên cùng có lợi, ông nói. Đây là hình ảnh học sinh tiểu học phải gánh theo mình những cặp đựng sách quá nặng. Dư luận mới đây hết sức ngao ngán khi báo chí đăng tin học sinh lớp 1 phải mua 23 đồ sách với giá tăng cao gấp 4 lần năm ngoái. Theo giáo sư Tuấn, trong thế giới phẳng, một người ngồi ở châu Âu có thể làm việc cho Úc, một người ngồi ở Úc nhưng làm việc cho Malaysia. Tôi nghĩ câu hỏi đáng quan tâm hơn là chủ quyền tri thức thuộc về ai. Nếu một người ở châu Âu mà làm việc cho Úc và có những khám phá mang đến bằng sáng chế, thì chủ quyền đó thuộc về Úc. Nói về chảy máu chất xám là nói về mất bản quyền tri thức, chứ con người vẫn ở đó, chẳng mất đi đâu cả, ông giải thích. Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh thì nhận xét, ở thế kỷ 21 được 20 năm rồi, chắc chỉ có mỗi Việt Nam vẫn chăn trở chuyện người đi du học có trở về hay không. Tư tưởng này quá lạc hậu, dường như vấn đề của thế kỷ thứ 19. Bà Ánh đã phân tích thêm, du học sinh ở lại mà thành công thì đóng góp phần quảng bá cho Việt Nam. Nếu các bạn ấy ra thế giới thể hiện Việt Nam cũng không kém gì ai, thì đó chính là quan điểm của Bác Hồ, sánh vai với cường quốc Nam Châu nên khuyến khích mới đúng, bà nói như vậy. Xã hội Việt Nam quá khắc nghiệt hay không, câu hỏi cũng được đặt ra. Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh kể, về trải nghiệm cá nhân, tôi sau khi nghe du học sinh về cũng không được chào đón. Ngoài thì nói là hoan nghênh, nhưng hành xử thì rất nghi kỵ. Đồng nghiệp lo ngại bọn này nó cướp mất công việc hay không. Lãnh đạo thì sợ mình gây cản trở. Bà bình luận tiếp như sau, bây giờ xã hội đã cởi mở hơn, nhưng chúng ta vẫn thấy dư luận ồn ào chuyện du học sinh không trở về, xét nét một cái vung tay ăn mừng của em học sinh 17 tuổi. Khi nhà nước không còn xét nét mà sống với những người đầu óc hẹp hòi như vậy thì quá mệt. Giáo sư Tuấn nói thêm, khi về đến Việt Nam, các bạn gặp những rào cản mang tính văn hóa nhiều hơn là chuyên môn. Họ thường nói với tôi điều kiện làm việc ở Việt Nam không tốt, không được giao công việc đúng chuyên môn. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam, ông Phùng Xuân Nhạ. Có người nói bị lúng túng những chuyện chính trị văn phòng, có người than phiền không được chào đón mà còn bị đố kỵ. Tôi biết một vài em về Việt Nam, sau đó quay trở về Úc vì chịu không nổi môi trường trong nước. Sinh viên Việt Nam ở lại Úc cũng như những sinh viên ở các nước khác chủ yếu xuất phát từ điều kiện làm việc và nghiên cứu. Ngoài ra, hệ thống đề bạt và tưởng thưởng minh bạch nên các em rất thích. Ở Việt Nam, dân gian có câu nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ. Điều này đã làm nản lòng nhiều bạn trẻ, ngay cả tôi cũng sẽ nản lòng, ông Tuấn đã nói. Là người có nhiều hoạt động khoa học, giáo sư Tuấn đã bày tỏ, những người làm khoa học chân chính như tôi ở nước ngoài khi về Việt Nam gặp phải một khó khăn, nói thật, bởi mình không nói thật được. Nói thật thì có khi đồng nghiệp tự ái không hợp tác nữa, nên phải nói theo kiểu ngoại giao. Bà Ánh cũng đề xuất, tôi nghĩ Việt Nam có thể học mô hình Trung Quốc. Đặng Thừa Bình cho rằng, đến ngoài 40, nhiều người sẽ quay về nước. Thực tế cho thấy ông ấy đã đúng. Đến năm 2000, Trung Quốc có nhiều chính sách đãi ngộ với người học nước ngoài trở về. Tôi có trao đổi với một anh phó giáo sư của một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ với lý do về nước. Anh trả lời ở Thượng Hải, anh có những điều kiện tốt hơn, được điều hành một khoa và nguồn quỹ. Với lại, người ngoài 40 hầu như đều mong quay trở về quê hương, mong có cơ hội đóng góp. Nếu mình cho cơ hội, mình sẽ quay về. Hy vọng Việt Nam cũng nhìn xa như Đặng Thừa Bình,
bà Ánh đã bày tỏ quan điểm cá nhân của mình như vậy. Suốt 20 năm nay, giáo sư Tuấn có cả mấy chục công trình nghiên cứu và xuất bản sách tại Việt Nam dù ông sống ở Úc. Giáo sư Tuấn đã bộc bạch như sau: là người Việt Nam thì đi đâu cũng đau đáu nhìn về quê hương, muốn làm cái gì đó để quê nhà tốt hơn. Nói đến chuyện đóng góp cho quê hương thì tôi nghĩ 100% người Việt đều muốn, dù họ có thể có quan điểm chính trị khác nhau với các bạn trong nước. Và với việc thế hệ trẻ thay nhau lũ lượt bỏ nước ra đi như vậy, thì tương lai của đất nước ngày càng tăm tối dưới chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020 với bản tin Phú Trọng thất bại, nhân tài bỏ nước ra đi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.